Con chào mọi người trên kênh Chú Lê Thân Thiện. Con mới được một mạnh thường quân cho con đi chơi. Bữa con bị công an, con đi chơi ở ngoài quận 1, con bị công an bắt con. Xong rồi mẹ con lên bảo lãnh về. Xong rồi có một cô ở Bình Dương, cô cho con đi chơi, cái mẹ con trở đi. Rồi thì thưa quý vị, chắc trong câu chuyện về Vương mà bị nghiêng nghiêng qua đây, con ngồi nghiêng qua đây. Công an về quận 1 á bắt do Vương như thế nào thì hôm nay thì Vương sẽ kể lại cho chúng ta nghe. Con ngồi xích qua đây. Rồi, xích sát lên xíu nữa. Rồi con kể toàn bộ diễn biến cái vụ việc mà con ra ngoài như thế nào mà con bị bắt đưa vô trường để mà con phải xa mẹ con suốt cũng khá lâu. Con đi ra quận 1, cái xong rồi con đi chơi với mấy bạn con, xong rồi tối. Phan, ngưng lại chỗ đó, đi chơi với mấy bạn con. Rồi, cái khúc mà mấy bạn con gồm những ai, những người đó quen như thế nào và đi chơi cái gì? Dạ, đi chơi lúc trước đi vòng công viên chơi. Bạn đó là ai? Dạ, con không biết nó đâu mà nó đi vòng công viên. Con biết nó ngoài đó nè. Nó tên gì? Con không biết tên. Coi như là ra công viên mới gặp mà mấy cái bạn đó. Dạ. Nam hay nữ? Dạ nam. Bao nhiêu bạn đang tổng cộng? Một. Có một bạn thôi mà không biết tên luôn. Rồi sao hai đứa gặp nhau rồi kết bè các bạn sao, kể tiếp cái vấn đề đó đi. Thì thấy nó đi chơi một mình, cái xong rồi nó tới nó rủ con đi chơi với nó. Đi con chơi là đi đâu? Đi vòng vòng chơi thôi. Ừ, rồi tiếp đi. Xong rồi hai đứa đi vòng vòng chơi, ăn uống. Ăn cái gì, uống cái gì, tiền ở đâu ăn hay là đi xin người ta? Ăn cơm á. Rồi kể đi. Ăn cơm từ thiện. Đi ăn cơm từ thiện. Xong rồi mua nước uống. Rồi đâu có tiền mua? Còn có mấy chục người thôi. Rồi bạn nó nói là bạn nó quê ở đâu không? Không. Cách bạn nhưng mà không biết bạn mình là ai, không biết gì luôn. Cứ đi hai đứa đi vòng vòng. Con không có hỏi nó đâu. Rồi tiếp. Cái ngoài hai đứa đi vòng vòng chơi, cái xong rồi tới chiều đó nó phải đi về, cái con ở ngoài công viên đó con chưa muốn về, con ở ngoài đó, cái tới tối con đi vòng vòng đó mà tới tối cái hỏi giờ, cái là trễ giờ hết xe buýt, cái con buồn ngủ á, con tới cái chỗ bậc thềm đó con ngủ. Cái xong rồi bị mấy chú công an tới. Kể cái tình tiết mình đang ngủ thì mấy chú như thế nào, kể tình tiết cho mọi người nghe rõ ràng coi. Con tới cái bậc thềm đó, cái con ngồi đó, cái con mệt quá, con nằm xuống. Cái con ngủ, cái xong rồi mấy chú công an tới khều dài con. Cái con ngồi dậy, cái mấy chú kêu con là đi về phường. Cái là chú chở con về phường. Lúc đó nhìn mà tự nhiên mình đang nằm ngủ mà nhìn thấy mấy chú trong cái bộ đồng phục công an tới, cái cảm giác của mình lúc này đó như thế nào, có sợ không, rồi hoảng loạn không, như thế nào? Còn rối luôn, không biết bị gì. Chú công an kêu là lên xe chở về phường thôi, chú nhốt con trong đó. Thế xong rồi chú điện thoại mẹ lên. Rồi con nghe tiếp đi. Xong rồi mẹ chú kêu là phải đưa lên trên trung tâm hỗ trợ. Cái con ở trên trển 1.5 tháng. Một tháng rưỡi luôn. Thưa quý vị, đó là một cái điều mà cần nghe Dương chia sẻ nhất trong suốt 45 ngày ở cái nơi mà phải nói là xa cái vòng tay của người mẹ của mình. Mặc dù là Vương ở với chị Duyên trong suốt thời gian dài thì xảy ra cũng khá là nhiều câu chuyện vui cũng có, buồn cũng có, cũng như là những cái mà khiến cho Vương phải bỏ đi lang thang. Nhưng mà 45 ngày hoàn toàn xa rời vòng tay của người mẹ, ở trong cái môi trường hoàn toàn mới, thì Vương sẽ như thế nào thì chúng ta sẽ nghe Vương chia sẻ. Rồi con hãy kể đi, khi mà bắt đầu bị đưa lên cái trung tâm đó đó, thì con hãy tường thuật lại cái cuộc sống ở những ngày trong đó như thế nào, ăn uống ra sao thôi. Con cứ kể đi rồi chú sẽ hỏi tiếp tiếp để mọi người hình dung được rằng khi mà Vương đã bị phát hiện là trong người có những cái đồ không có tốt, với lại là
có cái biểu hiện của người nghẹn thì bị đưa lên, thì con kể lại đi, khi mà lên chảnh thì bắt đầu như thế nào? Chú công an lục đồ trong túi quần con có bịch thuốc ra. À, cái vấn đề là ở chỗ đó đúng không? Cái bịch đó là con lấy ở đâu và con lấy để làm cái gì? Con không có lấy, của thằng kia kìa, nó hút xong rồi nó đưa con, nó kêu con hút luôn. Ừ. Vẫn chưa có hút gì đó, con mệt, con đói bụng quá, con ngủ luôn. Tối rồi. Cái con ngủ xong rồi, con để tí sau nè, cái con này tới cái lục còn tí xíu, công an bắt. Ừ, khi đó, bắt thì cái phần đó là phần mà bị công an bắt ngày đầu tiên. Thì phát hiện trong người con có cỏ đúng không? Ừ, thì cái loại đó là con sử dụng thường xuyên không? Chứ tại sao mà con có cái đó làm gì? Bao lâu thì con mới sử dụng cái đó một lần? Con đâu có chơi nhiều đâu. Lúc trước con có chơi mà giờ con đâu có tiền đâu mà chơi. Thì ra phố Tây gặp những cái người mà người nước ngoài, người là mà giống như là bạn của ba con ngày xưa đó, thì chỉ cần vài nói vài câu tiếng Anh thôi là các chú các bác sẽ hiểu liền. Bởi vì theo như Lan Thiện được biết thì ở bên Canada thì cái sử dụng cái này nó cũng rất là bình thường. Thì con thử diễn tả lại coi, khi mà ra ngoài phố Tây Bùi Viện đó, thì gặp những cái chú mà lớn tuổi giống như là bạn của ba vậy, cỡ của ba, thì con sẽ nói những cái câu như thế nào? Con lại con tiếp cận với các chú nó như thế nào? Con diễn tả lại, thí dụ như chú Lan Thiện là mấy cái chú Tây đó nè. Con thấy con chào hello. Rồi, sao tiếp theo. Con hỏi giống như con cứ nói bằng tiếng Anh bình thường, giống như là con đang gặp mấy chính trực diện các chú đó đi. Thí dụ như các chú đó đang ngồi uống bia đúng không? Hoặc là ngồi quán đâu, cái đầu con đi ngang con làm sao? Con chào hello. Rồi, nói lớn lên rồi sao nữa? Xong rồi nếu mà bạn thân của ba con thì con xin tiền. Sao con biết là bạn thân của ba con? À, giống như là trước là ba con là có đi ăn là đi ăn thường xuyên, nhưng mà đi chung ngoại là con biết là bạn thân. Vậy con ra ngoại có nào con gặp được bạn thân của ba chưa? Có khi nào gặp được ba bạn thân của ba chưa? Thì chưa. Rồi, chưa gặp bạn thân của ba thì gặp ai? Con không gặp ai rồi đó. Vậy thì con gặp những cái người nào không phải là bạn thân của ba con, mà người lạ nào, và con sẽ nói như thế nào? Con bắt đầu con bắt chuyện ra sao? Con gặp bạn thôi. Gặp bạn con hả? Không, có khi nào con gặp những cái người mà lớn tuổi mà người Canada chưa? Chưa. Chưa hả? Chưa bao giờ xin tiền ở ngoài vậy hả? Chưa. Rồi con nói là mùa hè này em con với lại cô con qua là sao? Con nói rõ cái vấn đề đó coi. Con hay qua ngoài đó để con tìm, với con nói với mẹ con là tự vì mùa hè em con với lại cô con nghĩ rằng sẽ về Sài Gòn, thì con suy nghĩ sao về cái việc đó? Con nghĩ là nếu mà về là có về, nhưng mà nghĩ là không tìm được con với mẹ. Tại vì nếu mà lên gia đình là gia đình, chắc mẹ con cũng có nói gia đình là không cho biết là mẹ con ở đâu. À, gia đình không chỉ chỗ, rồi đi tìm ở ngoài là cũng không thấy. Là không có gặp được con với mẹ. Rồi bây giờ con thể tiếp, khi mà con bắt đầu lên cái trung tâm mà trung tâm đó là trung tâm gì, con có biết tên nó đầy đủ không? Trung tâm hỗ trợ xã hội. Ừ. Rồi sao? Ở đâu? Bình Dương thế đâu? Một cái ở Bình Thạnh, một cái ở Bình Dương. Rồi con ở cái nào? Ở hai cái luôn. À, đầu tiên đưa con vô Bình Thạnh, rồi giờ con kể tiếp đi. Ở Bình Thạnh bao nhiêu ngày? Ở Bình Thạnh 4 tuần. 4 tuần là 1 tháng. Rồi sau đó là đi lên Bình Dương. Ở trên đó 4 tuần 4 ngày á. 4 tuần 3 ngày à. À. Xong rồi đưa con lên trên Bình Dương, Chánh Phú Hòa. À, rồi bây giờ con chia sẻ những cái ngày mà con ở 4 tuần 3 ngày ở Bình Thạnh như thế nào đi. Đầu tiên vô thì cái cách ăn ở của con sao, hàng ngày ngủ nghe sao, và mọi người ở đó hướng dẫn con làm những cái gì, con nói nghe coi. Vô ăn cơm thôi, ở trong phòng thôi, không có bắt làm gì. Xong rồi mới chuyển con lên trên kia, rồi cũng không làm gì. Suốt 4 tuần hơn 1 tháng ở Bình Thạnh, cứ ngày nào cũng ăn cơm. Yeah. Xong rồi bị nhốt trong phòng. Yeah. Trong phòng đó có bao nhiêu người? Phòng đó bảy người. Có nam có nữ không? Yeah. Có nam. À. Nữ ở phía dưới. Rồi sáu cái người mà ở chung với con, thì con nhớ đặc điểm của những người bạn đó như thế nào không?
Tên gì và các bạn đó có hoàn cảnh như thế nào con có nhớ không? Có một anh thôi. Anh bị bắt ở ngoài bến xe miền Tây, anh đi quýnh lộn, anh bị bắt. Anh nói trong trọng, anh đưa lên trên kia xa hơn con. Nhưng mà tại sao mà trong đó đến 6 người thì không con là 7 mà sao con biết chỉ có một anh đó là sao? Còn 5 người kia thì sao? Mấy người kia không có nói chuyện nhiều. Cái anh nói anh ngồi đối diện con á, con ngồi nói chuyện thôi. Anh nói tên gì, ảnh bao nhiêu tuổi biết không? Ảnh 37 tuổi á. Ảnh nói chuyện với con thôi. Ảnh 40 tuổi chứ. 40 tuổi. Rồi còn mấy anh kia thì mấy bạn kia con biết là bị sao mà bị đưa vô không? Dạ, cũng đi lang thang. Lang thang. Rồi xong đó ở trọng trọng hơn 30 ngày mà chỉ có nói chuyện với anh đó thôi, còn mấy người kia không nói hả? Cũng phải nói chứ có nói gì không? Có nói mà ít lắm. Mấy người kia đang nói chuyện coi tivi không à? Nhưng mà cách đối xử của mọi người với nhau như thế nào? Có giúp đỡ lẫn nhau hay là có gây lộn nhau hay là cái gì không? Trong đó không có cho quýnh lộn. Rồi mấy anh đó không hỏi con gì hả? Có hỏi con gì không? Có ai biết con là hot boy Canada không? Hỏi sao con vô đây, con kêu là con đi lang thang bị bắt. Rồi mấy ảnh nói là, con mới hỏi mấy ảnh là sao bị bắt. Anh kêu là anh đi ngoài bên xe miền Tây, anh quýnh lộn bị công an dí bắt. Còn không có giấy tờ đâu đó. Còn trong số những người còn lại kia có ai nhỏ tuổi hơn con không? Hay là lớn hơn con hay bằng con? Dạ, có người nhỏ. Nhưng mà cái người nhỏ đó là ở bên phòng bên kia, sau này mới chuyển qua sau cái phòng đó là lớn nhất. Lớn hơn con, ai cũng lớn hơn con. Nhưng mà mấy anh em đều thương nhau hả, chứ không ai mà cãi lộn quay lộn gì hết hả? Có ai biết con là con lai không? Con sao biết, họ biết làm sao, nói cho chú nghe coi. Thấy cái họ tên con á, nó có cái bảng ở ngoài ghi từng tên, cái trong phòng đó có tên ai là có ghi hết. Tên gì? Con để lấy thầy cô ghi là Baker Huỳnh Ngọc Vương. Thế là mấy ông thầy lên nó là kêu là Baker, cái là anh ngoài á, cũng kêu là tên mày sao kỳ vậy, cũng kêu là tên con, tên em là ba em người Canada, nên họ đó là họ bà. Wow. Rồi ngoài cái việc mà mấy anh ở trong phòng khá bất ngờ với lại cái tên đó, các anh còn nhìn con là biết liền là con là người Tây không? Mới nhìn cái mặt mày, tóc tai rồi đó. Anh nói sao? Kêu là thấy tóc giống người nước ngoài. Rồi các thầy các cô ở đó thì có nói gì về cái vấn đề mà Tây của con? Dạ. Không. Nhớ lại coi có không? Dạ không. Rồi trở lại vấn đề là ăn uống nó, ăn một ngày ăn cơm rồi ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, ăn tối, ăn có ngon miệng không và ăn cái gì? Dạ, ăn cá ngừ, ăn thịt kho, rồi ăn tôm, rồi ăn cá gì ngon không? Cũng ngon. Rồi đi vô trung tâm bảo trợ xã hội mà giống như là đi du lịch nghỉ dưỡng người ta ha, thấy coi ôi đất ơi xuống vậy hả? Đó về mà quý vị nhìn thấy hồng hào chắc phải đi nữa quá hả? Rồi, rồi có tập thể dục đồ hoặc là được khám bệnh đồ? Dạ khám bệnh thì người nào bệnh thì là nói thầy cô, cái là thầy cô ghi vô cái sổ đó, tên người đó bị bệnh gì là mỗi ngày phát thuốc, con có bệnh gì á. Mà có ra chơi nữa, không có cho đi xuống dưới sân, ở trên cái dãy đó, cái lan can á, cái là khóa cửa kéo lại, cái là đi qua cửa phòng gà, ai muốn ở phòng coi tivi coi, ai muốn nước nôi rồi tắm rửa sạch sẽ không? Dạ, nguyên một thùng luôn. Quá đã hà, mát mẻ không? Tối con ngủ ngay cửa sổ luôn. Ngủ ngon không? Ngủ tới 6-7 giờ là dậy. Vậy chắc rồi thích hợp với chỗ đó rồi ha, chắc hơi ở luôn chỗ đó được không? Ôi. Sao vậy? Ăn uống đầy đủ nè, rồi có bạn, có bè, có các anh rồi thương yêu lẫn nhau, không ai mà ăn hiếp ai, rồi có tivi ngủ, có phòng máy lạnh đó, phòng mát, rồi nó thấy thích hợp quá, có tôm ăn nữa. Sao không ở lại nó nghe coi. Cũng mua với mẹ rồi, trong trọng gây lộn ghê lắm. Ai gây lộn? Nãy nó không gây lộn mà. Gây lộn không phải là con gây lộn, người ta không phải người ta gây lộn con luôn. Gây lộn với mấy người trong phòng á. Nó bật cái giường sắt á, mà cái giường trong trong bệnh viện vậy á, có dở lên á, mà người ta không cho, thầy cô không cho dở đó lên, nó dở lên nó nằm dựa vô cái ăn trong phòng, có phòng á, quýnh phòng khác hay phòng con? Phòng con luôn.
Còn phòng khác không có ai quýnh lộn hết đó. À phòng con có chuyện xảy ra quýnh lộn hả? Sao nãy con không có? Không có quýnh lộn với con. Biết rồi, vậy nhưng mà người ta quýnh với nhau hả? Đâu kể lại cái chuyện coi. Cái anh mà lớn nhất là không có quýnh lộn hay là mấy người khác quýnh? Cái anh lớn nhất là cái anh coi phòng có quýnh, là anh quýnh cái thằng dở cái cây sắt sắt nó lên để nó chửi vô. Anh lớn nhất mà nói chuyện với con hả? Ảnh là như là trưởng phòng đó. Nhưng mà ảnh thương con hả? Anh không có la con quýnh con gì hết, tại vì con nghe lời đúng không? Còn mấy bạn kia thì những người trong phòng là toàn bị la không. Rồi coi tivi mà nó nói chị không cho nghe tivi cũng bị la nữa. Là ảnh la hả? Còn con có bị la gì không? Nhắc nha cho mọi người nghe để mọi người biết được là con cũng là có tính kỷ luật rất là cao rồi. Con nghe trọng với thầy cô kêu con ngoan mà. Chứ thầy hỏi mẹ con kìa. Lát hỏi mẹ sao phải không? Bởi vì chắc phải đi học ở chồng nữa quá. Rồi trước khi mà rồi sao ở đó có 4 tuần thôi mà không việc về nhà hoặc là ở tiếp mà lại tiếp tục là đưa lên Bình Dương. Dạ, tại vì con vô đó lần 2 rồi. Lần đầu là con ở chồng chưa được 1 tuần 4 ngày. Mẹ con lên, rồi lần 2 vô thì cô kêu là lần 2, lần 3 là đi đưa lên trường. Là trên Phú Hòa, Bình Dương.